Con gái nhà lãnh của ông bà nhà giáo mô phạm mà như vậy sao? Đúng là tránh giỏi dừa gặp phải giỏi dừa mà. Ủa? Anh sao vậy? Cô Ly chuẩn bị thức ăn liền. Sao anh ấy lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hay là... Mẹ chưa hiểu gì nhiều về Lý Chinh Choan, nhưng mẹ biết người Đài Loan, người ta coi trọng trinh tiết lắm, nhất là những người buôn bán trên thương trường. Nên con phải biết người biết ta, sống tốt hơn với chồng, để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Cả cũng vì anh ta. Vì anh ta. Thưa ba mẹ, con mới về. Ừ. Đông La, ngồi xuống đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con. Đông Quân đã lấy chồng rồi, còn con thì sao đây? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Vợ con... Mà mẹ hỏi với mục đích gì? Con không dám nói đâu. Con vẫn yêu Tần Quốc Cường và muốn lấy nó làm chồng chứ gì? Liệu con có lấy nó làm chồng được không? Hay tự mình là bỏ tù chung thân mình? Nhưng nếu con lấy anh ấy làm chồng được thì ba mẹ có đồng ý không? Cái gì? Con lấy làm chồng được? Lấy bằng cách nào? Nhưng mà ba mẹ có đồng ý hay không cái đã. Con đừng có hão huyền nữa. Làm sao một người ở trong tù lại có thể về nhà cưới vợ được? Con có hiểu không? Con phải thực tế hơn một chút con biết không? Nhưng nếu nhà tù cho phép thì sao ba? Nhà tù nào mà dám cho tù nhân về nhà cưới vợ? Con nói cho ba nghe coi. Là nó nói vậy để anh với em đồng ý đó. Thật ra ba mẹ không ngăn cấm, không ép Dương con như là đối với người bình thường kìa. Hoặc thậm chí có đuôi què mẻ sức gì cũng được. Đằng này cậu ta là phạm nhân đã ngồi tù, làm sao có lấy làm chồng được mà là lấy hả con? Ba mẹ nói thật, có dao kề cổ, có súng kề tay, ba mẹ cũng không đồng ý đâu. Con nghe rõ rồi đó. Phải cắt đứt. Cắt đứt ngay lập tức. Rồi muốn lấy ai ba mẹ cũng đồng ý hết á. Đừng có lấy đứa bắt ra mà làm lung lay cha mẹ nữa. Tất cả là ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng có lao đầu vô lửa nữa, con biết chưa? Trời ơi, con cũng phải biết nghĩ mà thương cho ba mẹ chứ. Ba lặp lại với con một lần nữa, ba mẹ không đủ can đảm và bao dung để gả con cho cậu ấy. Ba mẹ không thể có một người con rể đang ngồi tù chung thân, con hiểu không? Trời ơi, ha ha ha.
À, em nói như vậy có hợp khẩu vị của anh không? Cũng ăn được. Vậy thì để lần sau em lên mạng search những món ăn của Đài Loan, em nấu thử. Ngon dở gì anh góp ý để lần sau em rút kinh nghiệm nha. Khỏi. Lễ tôi thuê người làm. Nhưng mà em muốn tự tay mình chăm sóc anh. Phụ nữ Việt Nam được chăm sóc chồng là một điều hạnh phúc. Có thể là em còn nhiều điều vụng dại, nhưng mà có gì anh cứ chỉ dạy cho em. Em sẽ là một người vợ ngoan hiền của anh. Em muốn anh thực sự hạnh phúc. Anh, sao ăn ít vậy? Ba mẹ mày căng thẳng vậy? Làm sao mà mày cưới hả Đông La? Tao cũng không biết phải tính sao nữa. Mà sao? Mày không nói thẳng với ba mẹ mày là trại giam đã đồng ý cho anh Quốc Cường lấy vợ. Tao cũng định nói, nhưng mà ba mẹ tao căng quá à. Lỡ ba mẹ tao làm ầm lên ở trại giam á, thì hỏng hết mọi việc không? Nghĩ như mày cũng đúng. Nhưng mà trại giam đồng ý cho anh Quốc Cường lấy vợ là về nhà lấy vợ hay sao? Làm gì có chuyện đó. Là đồng ý cho tao với anh Quốc Cường có những giây phút vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Là nhà hạnh phúc chứ gì? Chỉ có vợ chồng mới được gặp nhau ở nhà hạnh phúc thôi. Tao hiểu rồi. Không còn cách gì hơn là phải thuyết phục ba mẹ mày thôi. Còn khó hơn là dời sông lấp biển nữa. Ê, tao có cách rồi nè. Cách gì? Mày nói nhanh coi. Mày giả điên đi. Điên gì thất tình. Ba mẹ mày sợ quá, đồng ý liền chứ gì. Mày đúng là con lắm trò. Nhưng tao không diễn kịch được. Trước sau gì cũng bị lộ ra. Nhưng mà mày muốn lấy chồng thì phải cố gắng chứ sao. Vậy còn công việc ngân hàng của tao thì sao? Bị điên vì thất tình thì làm sao mà làm việc ở ngân hàng được, đúng không? Hả? Tao quên. Quên nghĩ đến chuyện này. Có khi tao cũng phải thực hiện theo cách của mày nói thôi. Anh giận em hả? Em biết làm sao để anh hết giận em được đây? Cô cũng biết ăn chơi sớm quá hả? Thưa ba mẹ, con đi làm.
Nhìn con mẹ em đứt từng đòn ruột. Ờ, thì nó ngu dại. Mình giận thì giận, mà thương thì thương đó bà. Còn con trong quanh nữa, không biết vợ chồng nó có trông ấm ngoài em không. Từ hôm cưới tới giờ không có đưa chồng về thăm ba mẹ. Tụi trẻ bây giờ sao nó vô tâm quá à. Ôi, kể tụi nó đi em ơi. Mong tụi nó hạnh phúc là được rồi. Em biết là như vậy, nhưng nghĩ cũng buồn chứ anh. Anh ơi, anh đi dậy đi, dậy ăn sáng. À, em pha cà phê sẵn rồi đó. Ăn uống gì chưa? Tôi có hẹn với mấy người bạn, đi ăn món lại loan rồi. À... Phải chăng nó chính là cái giá mà mình phải trả? Ông à, nói như thằng Quốc Cường á, là mình hy vọng có dâu rồi có cháu để bế bồng phải không ông? Thì đúng là vậy. Nhưng mà mọi chuyện khó khăn là ở chỗ ba mẹ của Đông La. Ừ, nếu mình mà là cha mẹ của Đông La thì mình cũng như họ thôi. Thành ra cũng không trách họ được. Thì tôi nói mà nghe thôi, chứ trách cái gì. Ông à, nói dạy mồm dạy miệng, nếu mà tụi nó quyết tâm đến được với nhau rồi bên trại giam họ cũng ủng hộ,
Mà gia đình bên đó họ không đồng ý thì tụi nó có đến được với nhau không ông? Thôi bà đừng có lo nghĩ nhiều nữa, có chừng tăng huyết áp đó. Lo nghỉ ngơi đi. Con cái mình như vậy thì ông biểu làm sao mà tôi không lo cho được chứ. Nhưng mà nói thiệt nha, cũng tội cho con Đông La hết sức đó. Nó mà có đến được với thằng Quốc Cường thì cũng khổ lắm. Tôi biết, nhưng mà tụi nó mà không đến được với nhau còn khổ hơn nữa. Cả hai đứa đều khổ. Bây giờ bà muốn sao? Tôi muốn mà được hay sao? Hay là tôi với ông sang bên đó nói chuyện với anh chị nhà bên đó một tiếng? Bây giờ vợ chồng mình có nói vô cũng không khác gì đổ thêm dầu vô lửa. Tôi thấy là bây giờ chuyện này chỉ có Đông La mới giải quyết được thôi. Sao mà tội hết sức vậy? Chuyện tình của con Đông La sao mà trắc trở vậy không biết. Hey, có trời mới biết. Thôi, bà lên lầu nằm nghỉ đi. Nghe. Ừ. Đi. Thưa ba, thưa mẹ, con đi làm. Nhìn con ông Đức cá ruột, nó càng mù quáng thì mình phải càng sáng suốt anh à. Sáng suốt rồi á thì làm được gì đây? Những gì cần làm, cần nói á thì cũng đã làm, đã nói rồi. Bây giờ chỉ còn cách là đến nhà cha mẹ thằng Quốc Cường, mình làm dữ lên mới được. Ôi, con mình không dạy được thì trách ai em ơi. Mà em cũng đã từng đến nhà họ rồi, có được gì không? Thôi, anh đi làm đi. Nói vậy thì anh cứ mặc kệ con hay sao? Phải làm sao cho nó tỉnh ra chứ. Chồng với con. Sông nhiều điều chưa nói hết, nghe chưa phai nỗi buồn dần mắt ai. Đi về đâu khi ánh nắng dần tắt, ta lặng im trong nỗi đau còn đây. Bão tố ngập tràn lòng trong chiều vắng, ánh mắt nào độ lượng đưa ta qua nỗi đau đã lắng tìm nụ cười. Nhưng sao cũng dễ chứ không khó, các món ăn nói chung đều thêm nhiều đường dở, nhưng ăn như vậy thì lỡ chứ làm sao mà ngon ta. Để coi, hôm nay mình sẽ làm món cơm ba cu phan, ngày mai món cơm với cá chẽm, hấp với lại nấm đông cô, củ cải muối, còn buổi sáng thì mì ta-ami. Mình đổi món hàng ngày cho anh ấy ngon miệng, và cũng để là mình thực hành luôn. Nhưng mà không biết ở ngoài chợ có đủ những gia vị cần thiết cho các món ăn này hay không nữa. Dù sao thì mình cũng phải cố tìm mua thôi.
Hết giờ rồi, mình về các bạn ơi. Em về nha chị Đông La. Ừ. Em về trước nha chị Đông La. Đi. Lát đưa đi ăn đi. Ừ. Tôi biết uống chè này ngon lắm nè. Ờ được á. Mình chào Đông La, mình về luôn. Ừ, bye. Bye. Dạ điên theo cách của Thu Hà thì nhất định là ba mẹ mình sẽ đồng ý rồi. Chỉ chẳng có ba mẹ nào mà không thương con hết. Nhưng chắc chắn là mình sẽ bị mất việc. Thời buổi bây giờ xin việc thì không có dễ. Mà mất việc rồi, có con cái thì phải lo làm sao đây. Mình đã xác định là lấy anh ấy là phải gánh vác tất cả rồi mà. Biết làm sao để ba mẹ mình chấp nhận đây. Hết giờ rồi, mọi người về hết rồi. Sao mày còn ngồi ở đây vậy? Ờ không, tao cũng chuẩn bị về đây. À, mà tuần sau anh Thông về nè. Thiệt vậy hả? Sao, hai đứa mày cưới luôn chứ? Tụi tao tính á, cưới trước Noel. Vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng mày nghe. Còn mày, sao rồi, quyết định sao? Tao cũng đang suy nghĩ đây. Làm theo cách của mày á thì không được, còn ngồi đây mà đợi ba mẹ đồng ý á thì là chuyện không tưởng. Nè, tao định có con rồi bắt ba mẹ tao chấp nhận, coi như là chuyện đã rồi, được không? Nhất trí. Tao ủng hộ mày. Cảm ơn mày. Vậy thôi, đi về ha. Đi. Tao nghe nè. Sao, cảm giác có chồng thế nào? Cũng bình thường thôi. Ê, có gì nói lẹ đi, tao đang bận. Cha cha, bây giờ thành bà nội trợ mẫn cán rồi, không có thời gian tám với bạn bè nữa đúng không? Con quỷ này, tao nói là đang bận, lúc khác tao gọi lại cho. Vậy nha. À, tao cũng có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm. Mới về hả? À, anh uống ly nước sâm giải nhiệt cho mát. Rồi anh nghỉ cho khỏe rồi ăn cơm. Hôm nay á, em có làm món cơm bakufan cũng sắp xong rồi. Ở nhà cả ngày, có loại cơm mà giờ lại chưa xong là sao? Dạ, em vừa học vừa nấu nên hơi chậm. Anh chờ em 10 phút nữa nha. Anh ăn thử coi, bữa nay em nấu có tiến bộ hơn không? Cô lấu thì cô ăn ly. Từ lai sắp tới,
Cô đừng có ly vô bếp nữa. Tôi đi ăn ở ngoài. Ủa, ăn cơm rồi, còn nấu gì nữa con? Ngày mai tụi con đi dã ngoại, cho nên con muốn làm một ít thức ăn mang theo đó mẹ. Mình lại sai rồi, nhưng bây giờ không còn cách gì khác nữa hết. Mình phải nhịn nhục và chịu đựng thôi. Anh ơi, anh ơi, em biết lỗi rồi. Anh vô phòng ngủ đi. Anh nằm ở đây mũi cắn, sốt xuất huyết nguy hiểm lắm. Sao cô không khóc lửa đi? Ai làm gì mà cô khóc chứ? Em xin lỗi. Em đã kể hết mọi lỗi lầm của em cho anh nghe rồi. Mà anh không tha thứ cho em hả? Sao cô không kể? Trước khi mà tôi cưới cô đi, liều đó có khác gì cái tội lừa lão đâu. Cô tưởng dễ lừa lão tôi lắm sao? Ai là Ngô Khắc Diệp? Có. Mời vào phòng thăm nuôi. Đông La. Ra ngoài. Ra ngoài.
đi theo con. Mẹ theo dõi con sao? Con giải thích với mẹ như thế nào đây? Mẹ làm gì là quyền của mẹ. Đi về ngay. Đừng có làm trò cười cho thiên hạ ở đây, biết chưa? Kìa mẹ, mẹ làm gì vậy? Làm cái gì con biết rồi. Mẹ và con sẽ tới gặp cậu ta. Nếu không, con đừng trách mẹ đó. Mẹ không thể nào đối xử với con như vậy được. Vậy thì con lừa cha dối mẹ như vậy được hay không? Nếu con không về và con tiếp tục đến đây thì đừng trách mẹ đó. Cả cái cậu kia cũng vậy. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Mẹ làm gì người ta? Làm gì hả? Được rồi, mẹ và con sẽ gặp lại cậu ta và trưởng giám thị, rồi con sẽ biết. Sao? Con sợ cậu ta bị tổn thương chứ gì? Vậy thì con có hiểu mẹ đang đau đớn và dục dã như thế nào không? Mẹ à. Con phải để cho mẹ sống chứ, con biết chưa? Con lựa chọn đi. Một là về, hai là cùng vô gặp thằng Quốc Cường và trưởng giám thị. Mẹ không thể chịu đựng được nữa. Ai là Nguyễn Hoàng Đông La? Mời vào gặp phạm nhân Ngô Quốc Cường. Mẹ. Dạ xin lỗi mấy chú, hôm nay nhà tôi có chuyện đột xuất nên phải về liền, nên không thể nào đi thăm phạm nhân được. Xin mấy chú thông cảm. Dạ. Mẹ. Người nhà của anh không muốn gặp anh nữa. Thôi, về trại đi. Con không ngờ mẹ lại sát đái với con đến như vậy. Con cứ quán trách mẹ đi, nhưng mẹ không thể nào nhìn con lao đầu vô lửa cứ nhớ như vậy. Em xin lỗi vì chưa nấu được món ăn hợp ý với anh, nhưng mà em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Tôi đã nói với cô rồi, tôi ra ngoài ăn cũng lượt mà. Nhưng em không yên tâm. Hơn nữa, vợ chồng sống chung với nhau một nhà mà không ăn được bữa ăn chung với nhau thì sao gọi là vợ chồng được? Vợ chồng à? Cô đã làm vợ bao nhiêu người rồi? Tôi á, chỉ tiếc là không trả cô về cho cha mẹ cô lượt thôi đó. Hay là anh thuê người giúp việc để nấu ăn cho vừa ý anh. Còn cô thì làm cái gì chứ? Em định xin anh mở quán cà phê tại nhà. Vừa có việc làm cho vui mà cũng có thêm thu nhập tiêu pha trong gia đình. Thôi lượt rồi, tùy cô. Nhưng lần biến ở đây thành lời hò hẹn trai gái là lượt. Em thực sự rất muốn trở thành một người vợ ngoan hiền. Sao lúc nào anh cũng xua đuổi xa lánh em? Thôi, cô lừa có nói nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Bực mình quá trời quá lất ly à. Sao? Đi gặp người yêu về, sao buồn dữ vậy mày? Kệ tôi đi, anh đừng hỏi tôi nữa. Làm gì hỏi cũng thèm nhìn như mày. Bộ bị nó đá rồi hả?
Ai biểu con biết thân biết phận làm gì? Giờ thức tối ai? Mày nói cho ba mày biết đi. Mày vừa ở đâu về? Có chuyện gì? Con vẫn muốn nói cho ba mẹ biết. Nếu như ba mẹ cứ ngăn cấm con như vậy, con vẫn sẽ là vợ của anh Quốc Cường mà không cần sự đồng ý của ba mẹ đâu. Kìa, em. Anh nghe con gái anh nói rồi đó. Nó thăm thằng Quốc Cường về đó. Nó tuyên bố một câu xanh rờn như vậy. Anh dạy con thì dạy đi. Còn em, em coi như là không có nó nữa. Thôi được rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Ngày mai sẽ quyết định tất cả. Bà nói mai sẽ quyết định tất cả là quyết định gì? Chẳng thà bà đánh cho mình một trận thừa sống thiếu chết, mình cũng không sợ bằng. Biết làm sao? Mình biết phải làm sao bây giờ? Anh ấy đi đâu tới giờ chưa về? Hay có cô nào rồi? Trời ơi, nếu anh ấy có cô nào thì thật mình biết phải làm sao đây. Có phải mình đang bị quả báo không? Mình muốn làm một người vợ tốt cũng không được sao? Sao cuộc đời lại cay đắng và bất công đối với mình như vậy? Nè, sáng sớm mặt mày buồn thiêu vậy? Sao không vô làm việc đi? Chưa tới giờ mà. Tao dọn ra khách sạn tao ở rồi. Hả? Cái gì? Mày đi thuê khách sạn ở vậy rồi làm sao? Tiền đâu chịu cho nổi. Hơn nữa, ba mẹ mày còn giận hơn nữa đó. Ngược lại, tao đang muốn tránh cơn giận của ba mẹ tao. Đợi ba mẹ tao hết giận rồi, tao sẽ về xin lỗi. Chưa chắc đâu. Mày làm như vậy á, như đổ thêm dầu vô lửa, sao mà hết được? Nhưng mà tao không còn cách nào khác. Hơn nữa, tao biết tính ba mẹ tao, giận nhưng mà thương. Không khéo bây giờ đang ở nhà lo cuốn cuồng lên tìm tao. Ê, hay là mày tới nhà tao ở với tao nha. Mày còn Thông nữa mà. Thông ở nhà Thông chứ ở gì nhà tao. Không được, tao không muốn Thông biết chuyện này. Mày á, mày không được nói cho Thông đó. Biết rồi. Mà nè, sao mày không xin nghỉ phép ở nhà lo chuyện cưới xin đi? Còn đi làm chi nữa? Thông lo hết rồi. Hơn nữa, tao tính dồn phép đi hưởng tuần trăng mật một chuyến cho đã. Thôi, vô làm việc tiếp. Đi. Thôi. Đi. Được rồi, mày cũng vô làm việc đi. Vô làm việc đó nha. Đi đi.
Chết rồi anh ơi. Gì em? Con Rồng Lạ nó bỏ đi đâu rồi? Em nói nó đi làm sớm rồi mà. Không phải vậy đâu. Nó không về ăn làm nghi rồi. Em đã xem đồ đó. Nó mang theo nửa tủ đồ là ít. Vậy khi sáng nó đi, em không nhìn theo à? Em đang ở trong bếp á. Nó đi làm. Em chỉ biết vậy thôi. Chắc là em nó sợ ba mẹ, nên là nó mang đồ đặt đi tránh đâu đó mấy ngày. Hay là nó qua ở nhà thằng đó rồi? Khi không, chưa gì á, đã xách quần áo tới nhà người ta ở là sao? Chắc nó không dám đâu. Nếu vậy, sao nó không qua nhà con? Nếu nó muốn tránh mặt ba mẹ, thì sang nhà con làm gì? Như vậy á, cũng có khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thôi để con gọi cho nó. Mẹ đã điện thoại cho nó rồi. Nó khóa máy không có gọi được mà. Hả? Thiệt, còn dư cái, thật quá quắc. Nó mà về đây, tôi cho nó một trận. Không lẽ nó đi vậy rồi cũng bỏ việc sao hả ba? Bỏ việc á, thì chắc nó không dám bỏ đâu. Vậy ba mẹ yên tâm đi. Để hết giờ làm việc á, con đến tận nơi, con hỏi chuyện nó. Con nói bạn nhầm gì với nó? Cứ để yên đó. Không ai được điện, không ai được làm gì cả. Để cho nó đi một thời gian đi, cho nó thấm thía. Trời, còn với cái khổ gì đó không à? Thu Hà. Anh. Anh mới tới hả? Có phải mình đã sai rồi không? Không, mình không sai. Mình yêu anh Quốc Cường, yêu cả cái tốt và cái xấu của anh ấy. Yêu cho đến tận cái chết trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thuê bao quý khách vừa gọi. Đông La đi đâu mà điện thoại cũng tắt là sao? Con thì bỏ đi, cha thì đi đâu tới giờ chưa về ăn cơm. Cái nhà này riết rồi, toàn những chuyện bực mình không. Đông quanh hả con? Mẹ nè. Dạ mẹ. Đông La đã về chưa mẹ? Chưa thấy đâu cả con à. Không biết đi đâu, mà con gọi cho nó cũng không được luôn á. Thôi, con gọi nó làm cái gì? Nó vẫn đi làm ở ngân hàng là mẹ yên tâm rồi. Để nó đi cho nó biết thân, như ba con nói đi. Dạ.
Con nghe nè bác. À, cái máy của con á, bác gọi hoài mà không được vậy con? Dạ tại máy con hết pin, bây giờ con mới sạc. Vậy con đi thăm Quốc Cường như thế nào rồi con? Giờ con bận việc quá, cho nên chưa đi được bác à. Hèn gì à, bác không thấy con ghé chơi á, rồi cũng không thấy nói năng gì hết trơn á. Con xin lỗi bác. Ít bữa nữa con sẽ ghé thăm hai bác. Bác lo nên bác suy nghĩ vẫn dơ vậy thôi chứ không có trách gì con đâu. Thôi con nghỉ đi nha. Dạ. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi nha. Bác cúp máy. Dạ, con chào bác. Phải nói dối bác ấy, sao mình thấy tồi tệ quá. Mình có thai rồi sao? Mình nên vui hay là nên buồn đây? Có thể đứa con sẽ giúp mình và anh ấy gắn kết với nhau và hiểu nhau hơn. Nhưng như vậy là mình không thể mở quán cà phê được nữa rồi. Sống ăn bám vào chồng, đó là điều mình không muốn. Nhưng biết phải làm sao đây? Anh à, em có một tin vui muốn báo với anh. Tin gì? Em đã có thai. Cái gì? Cô có thai? Ừ. Em đã thử bằng que thử thai, độ chính xác hơn 90% đó anh. Cô có vẻ dành quá hả? Cô có thai bao nhiêu lần rồi? Sao anh lại hỏi như vậy? Vậy cô muốn tôi hỏi cô sao đây? Chỉ một lần mà lại có thai lượt sao? Anh nói như vậy là có ý gì? Cô đừng có làm bộ giả lai ngây thơ nữa. Cô phải phá bỏ cái thai này nếu cô còn muốn sống với tôi. Nhưng đó là con của anh mà. Bằng chứng lòng. Được rồi, tôi sẽ xin nó ra. Đi xét nghiệm ADN, để coi lúc đó anh nói gì với tôi. Cái đó là tùy cô thôi. Chị, xem giùm em hồ sơ này. Dạ. Dạ để em xem lại nha. Dạ, còn thiếu cái gì em sẽ bổ sung thêm. Dạ. Dạ, chị, em cảm ơn chị. Dạ, em hiểu rồi. Dạ. Dạ, Đông Phương B xin nghe ạ.
Ê, chủ nhật này đi chọn đồ cưới với tao không? Thôi, mày đi với Thông đi. Tao đang mệt, không có hứng giúp mày lựa chọn đâu. Hay mày về nhà đi. Ba mẹ mày nóng giận nói vậy thôi, chứ sao mà ổng thương mày. Hay mày ngại, để tao đưa mày về nha. Thôi, mày đi về làm việc đi. Chuyện tao tính sau, ha, đi đi. Bye. Dạ, con chào cô. Dạ rồi, dạ rồi. Khi nào? Dạ, dạ. Em, anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Kể ra một người đàn ông hiện lại như anh cũng không nên coi trọng vấn đề trinh tiết lớn như vậy. Chà, hôm nay em nấu cái gì mà thơm quá vậy? Để anh nếm thử coi. Ngon quá. Em đã nấu khá hơn trước rồi đó. Hôm nay á, anh sẽ ở nhà để ăn cơm với em. Thôi mà, anh thử lòng em có một chút thôi mà em cũng giận lửa sao? À, mà em đã đi khám thai chưa vậy? Phải thường xuyên đi khám nha. Để xem con mình nó có phát triển bình thường hay không. Chắc nhờ đứa con nên là anh ấy đã nghĩ lại. Bây giờ em đi khám hay đi phá bỏ? Anh đã nói rồi, anh chỉ thử lòng em thôi. Mà em à, cái thai của em á, chắc là phải hơn 3 tháng rồi, có đúng không em? Thôi mà, sao em mau nước mắt vậy? Em không thích là anh thử lòng em vậy đâu. Anh biết rồi, anh xin lỗi em có lượt chưa? Thôi, để anh phụ em dọn cơm nha. Lỗi quá rồi. Đông Lan. Ba. Ba theo dõi con đến đây á hả? Ba không đi theo con, làm sao ba biết con ở đây? Mau lên thu dọn đi về ngay. Còn nếu không thì không yên với ba đâu. Nhưng mà con... Không có nhân nhị gì hết á. Thu dọn về ngay. Ba chờ con ở đây đó. Đi. Là ba lại tìm mình như vậy. Bây giờ mình biết phải làm sao đây?
Alo, mày qua nhà tao liền nha. Ừ, qua đi rồi sẽ biết. Vậy nha. Vì một thằng tù bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà cửa ra đi, sao không để nó đi luôn đi, dẫn nó về đây làm gì nữa? Đồng La, quay lại đây. Bây giờ cô tính sao? Cô có nghe bà hỏi không? Dạ con nghe. Nghe thì trả lời. Giờ con tính sao? Dạ con xin lỗi ba mẹ. Không phải là con muốn bỏ nhà đi, mà con sợ ba mẹ nóng giận, nên con muốn tránh ít bữa thôi ạ. Bỏ nhà đi mà nói ba mẹ ngu dẫn được sao? Vậy con có biết vì sao mà ba mẹ giận con, có biết không? Dạ con biết. Biết á thì phải làm thế nào? Tại sao cái gốc không giải quyết mà lại trốn tránh cơn nóng giận của ba mẹ chứ? Còn sao nữa, nó đã thề là có chết á nó cũng làm vợ thằng Quốc Cường cho bằng được. Đúng là cha mẹ làm thầy con đốt sách. Bây giờ con ôm đồ về nhà thằng kia mà ở luôn đi, mẹ không muốn thấy con ở trong căn nhà này nữa. Ba đã đọc tự truyện của thằng Quốc Cường, đúng là ai cũng có thể vấp lỗi lầm nếu không làm chủ được bản thân mình. Và nó sau khi vấp phải lỗi lầm, pháp luật đã trừng trị, bản thân nó cũng đã biết đứng dậy phục thiện, không ngừng cải tạo thành người tốt. Nhưng ba đã nói ba không đủ can đảm để gả con cho nó, là vì con chứ không phải vì nó, con biết chưa? Con hãy nghĩ lại mà thương cho ba mẹ đi, coi như ba mẹ sinh con đó, con cũng biết không? Anh đừng có yếu lòng như vậy, cứ tống nó đi đi. Nếu nó biết nghĩ, biết thương cho ba mẹ thì không bao giờ nó làm như vậy đâu. Đông La, hai người đến đúng lúc lắm đó. Anh tính á, cuối năm lại đưa em về Lài Loan thăm bà con họ hàng. Nhưng đến lúc đó cái bụng của em cũng đã lớn, đi máy bay không có lượt lâu. Vậy mình đi sớm hơn được không anh? Sớm hơn thì không có lượt, công việc của anh chưa xong nữa. Thôi, chờ em sinh ra, con phải, mẹ phải, rồi về luôn một thể. Về luôn một thể là sao hả anh? À, thì về Đài Loan luôn. Ở bên đó, anh có nhà cửa của cha mẹ để lại, có công ty, cuộc sống lầy lũ, dương giả. Em khỏi phải lo gì hết là. Em không muốn đi vậy đâu, em muốn đi đi về về à. À, vậy cũng lượt, miễn là em vui là anh vui rồi. Anh nói thiệt nha. Ừ. Ba đã nói hết tình hết lý với con rồi đó, con suy nghĩ kỹ đi, và đừng để ba mẹ phải buồn khổ và lo lắng cho con nữa. Nó bị mê muội rồi, nó không còn biết đúng sai gì nữa đâu mà nói cho mất công. Hôm qua mà không có vợ chồng Thu Hà tới mời đám cưới là nó chết với em rồi. Con người ta sao khôn ngoan như vậy? Con mình ăn phải cái gì mà ngu quá vậy không biết nữa. Mẹ hỏi con nè, bây giờ con vẫn quyết lấy bằng được thằng Quốc Cường phải không?
Cô trả lời đi. Được rồi, nếu như vậy thì ngày cô đi lấy chồng là ngày đám ma của mẹ đó. Con nghe mẹ con nói rõ rồi đó, con suy nghĩ kỹ đi. Anh ăn thử coi hôm nay em nấu có tiến bộ hơn không. Để anh thử một miếng. Luộc lắm, ngon thiệt đó. Em á, bây giờ đúng là một bà vợ lài loan. À, em còn một món đặc biệt dành cho anh. Hả? Món gì vậy chứ? Đậu hũ, chế biến theo kiểu Đài Loan. Hả? Đó là món khoái khẩu của anh đó. Nhưng em kiếm ở lâu lượt ở xứ lầy vậy? Đây là em tự làm đó. Wow, lầy đúng là món khoái khẩu của anh à. Em kiếm lâu lượt món lầy vậy hả? Là em tự làm. Em giỏi vậy sao? Sao em lại làm được? À, thì em cứ lên mạng tìm tòi học thôi. Ngon, rất ngon. Vừa thơm là, vừa béo là, vừa cay là, lại mặn nữa. Nhưng mà cần phải cay thêm một chút nữa thì mới ngon đó. Ờ vậy hả? Vậy để em thêm miếng ớt nha. Thôi thôi được rồi. Là anh nói lẽ lần sau em rút kinh nghiệm mà làm thêm, chứ giờ bỏ ớt tươi vào sao mà ngon lượt chứ. Mà em cũng ăn ly. Cảm ơn anh. Em á, mà lẽ cho con anh nói là không xong với anh lâu đó. Anh yên tâm đi, em cũng là điều dưỡng mà. Ờ ha. Anh à, ăn xong á, anh đưa em về thăm ba mẹ nha. Em ly một mình được không? Tại vì tối nay anh có hẹn với một người bạn để bàn công chuyện làm ăn. Em về một mình cũng được, chỉ sợ là ba mẹ trách anh thôi. Ờ, thì em nói ba mẹ em đừng trách anh chứ. Ở bên nước anh, người ta không có quan trọng chuyện lễ nghĩa như vậy đâu. Em biết rồi. Chị đã nghe ba mẹ nói chuyện của em rồi. Chị cũng có một thời sai lầm, đã làm khổ ba mẹ. Chị nghĩ là em nên thôi đi. Chuyện tình yêu, hạnh phúc mới sẽ đến với em, giống như bây giờ vậy. Em đừng làm khổ ba mẹ thêm nữa. Chuyện của em khác chị. Mà chị cũng biết tính của em rồi đó. Không ai lung lạc được em đâu. Nên tốt nhất là chị cũng thôi đi. Chị không ngờ em lại bảo thủ và ngang bướng tới như vậy. Vậy thì em làm tất cả những điều đó là có gì sai sao? Chỉ cần ba mẹ và chị chỉ ra được cái sai của em thì em sẽ dừng lại liền. Em không sai.
Nhưng em không nên yêu thương kiểu chui đầu vào thòng lọng như vậy. Nhưng nếu em thấy rất là hạnh phúc, em hạnh phúc với cái thòng lọng đó thì chị nghĩ sao? Chị nghĩ là em bị điên chứ sao? Có thể bây giờ là em điên đó. Và em cũng muốn bản thân mình bị điên đây. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Dạ, em mời chị. Dạ, dạ, dạ. Chào. Chúc mừng anh chị. Dạ. Chúc mừng anh chị trong năm hạnh phúc. Cảm ơn chị nha. Dạ, chào chị. Cảm ơn em đã tới tham dự dạ. nha. Hôm nay em đẹp lắm đó. Cảm ơn chị. Chúc mừng dạ. chị. Dạ, chào dạ, cảm ơn chú. Dạ. Hài chào. Ủa? Sao ông Lai chưa tới? Dạ, chị. Mời chị vô. Dạ, chào chú. Em cũng không biết nữa. Chắc Đông Lai gặp rắc rối gì đó. Dạ. Rắc rối? Có gì đâu mà rắc rối. Dạ. Chào Phong. Chúc mừng nha. Dạ, dạ cho cô ạ. Ba mẹ không đi đám cưới của Thu Hà sao ạ? Vui vẻ gì mà đi. Đi cho buồn thêm chứ được cái gì. Con nói với Thu Hà là ba mẹ bận. Ba mẹ gửi thiệp mừng đám cưới cho nó. Dạ, con xin phép. Em không dùng phương cách cấm cửa nó được đâu. Không lẽ nó đi làm, em cũng không cho đi. Hơn nữa, thằng kia ở trong tù. Nó có ra khỏi nhà, cũng không gặp thằng kia được. Vấn đề là trong ý thức, trong trái tim của nó kìa. Em biết, nhưng cũng phải làm sao để cho nó thấy được thái độ cương quyết của mình chứ anh. Nói chung là cũng hết cách rồi. Hôm nay mệt mà vui ghê. Nhức mỏi hết rồi. Cuối cùng Đông La không đến thiệt. Em nghĩ chắc Đông La gặp chuyện gì đó không hay. Chứ nó không thể đối xử với em như vậy được. Mà chuyện không hay là chuyện gì? Em không biết. Nhưng ba mẹ nó đang căng thẳng với nó vì chuyện của anh Quốc Cường á. Hả? Quốc Cường hả? Tại nó dặn em không có được nói với anh nên em không có dám nói. Đừng có giận em nha. Không được, em phải gọi điện thoại cho nó xem sao mới được. Ê. Ê, 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 ê. Đưa cho em đi. Em biết ngày hôm nay là ngày em dành cho anh. Anh uống ly nước cho khỏe, nghỉ ngơi chút xíu rồi xuống ăn cơm. Hôm nay á, em nấu nhiều món đặc sản Đài Loan, ngon lắm. Vậy à? Cảm ơn em. Sắp tới á, anh có việc phải ly về nước. Anh lệnh lên em ly cùng, nhưng nghĩ em đang có thai,
không lên ly máy bay. À, hơn nữa, bên Lại Loan bây giờ lạnh lắm. Với lại, anh ly chừng một tuần là anh về với em thôi. À, vậy thì để em mua ít quà để gửi về biểu bà con bên đó nha. Thôi, quà cáp gì. Anh chuyển hàng về nhiều lắm. À. Em ở nhà, nếu có buồn á, thì em vũ lông la qua ngủ chung cho vui. Hả? Dạ, không sao đâu. Anh đừng lo. À, em à. Dạ. Anh ly lần này á cũng hơi gấp. Ngoài kế hoạch, bên công ty anh á chưa chuyển tiền qua lễ mà lấy hàng về. Nếu như em có thì cho anh mượn ly. Anh về là có tiền trả lại cho em liền hả? À, anh cần nhiều không? À, càng nhiều thì càng tốt đó. Nhiều hàng thì lượt nhiều lời. Nhưng ít nhất phải một container lớn là. Nếu không, giá thành vận chuyển sẽ cao lắm mà. Anh à, em hiểu rồi. Tiền thì em không có. À, em còn dòng vàng. Hôm đám cưới, ba mẹ với bà con chú bác cho. Để em bán, rồi em đưa cho anh nha. Nếu lượt như vậy thì tốt quá. Nhưng nếu bán thì lượt khoảng bao nhiêu vậy chứ em? Cộng tiền mặt luôn thì chắc cũng được khoảng hơn 100 triệu đó anh. Vậy mà anh tưởng em mua bán như vậy thì cũng góp lực ít vốn cho anh chứ. À, hay là em có thể mượn thêm ba mẹ, bà con, lội ngoại để giúp cho anh được không? Anh lánh hàng sang, rồi trở về là có tiền trả cho em liền hả? Trả cả vốn lẫn lời luôn đó. Trong vòng một tháng à. Còn nếu như cần gấp, thì anh sang lánh lời. Anh có thể gửi về cho em liền. Sao hả? Lượt không em? Dạ. Để em hỏi ba mẹ và mọi người có sao đã. À. Anh biết là em rất hiểu anh và ủng hộ anh trong mọi việc. Thôi. Mình ly ăn cơm ly em. Nghe mùi lộ ăn em nấu cho anh á, anh cũng thấy lối bụng lắm rồi đó. Dạ, mình vô nha. À, mình ly em. Mẹ. À, hai đứa mới về hả? Dạ. Dạ, con chào mẹ. Ừ, mẹ chào con. Hai đứa dậy bất ngờ vậy, cơm nước gì chưa? Dạ, tụi con ăn rồi. Mà mẹ ở trong bếp á, cổng thì không có khóa. Trộm mà vô à, nó vét hết á. Trời ơi, nhà có gì đâu mà dơ vét nữa. Thôi, ra ngoài uống nước đi con. À, dạ. Rót nước đi con. Dạ. Dạ, con mời mẹ nè. Anh uống nước đi. Nè con. Ủa, bà với Đông La không có ở nhà hả mẹ? Bà con vừa mới ăn xong, đi dạo quanh đâu đó. Còn Đông La thì đi thi cao học chưa có về. Đông La học được cũng giỏi quá mẹ ha. Mẹ à, mẹ có tiền á, cho tụi con mượn một ít có được không? Mượn làm cái gì con? Dạ, để cho ảnh mua thêm hàng cho đầy container. Ảnh đi về
Là tụi con trả tiền cho mẹ liền à? Một ít là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu cũng được. Ảnh đang cần tiền, càng nhiều càng tốt. Ba mẹ chỉ có vài trăm gửi trong ngân hàng để phòng khi ốm đau hay xài việc này việc kia thôi. Làm gì mà có nhiều con? Dạ, thì có bao nhiêu mẹ cho con mượn bấy nhiêu. Mà thiếu nữa thì con sẽ mượn thêm cô dì chú bác nhà mình. Nhưng mà liệu là mâm có chắc không con? Lỡ dai mượn nhiều rồi có chuyện gì là chết đó nghe. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Con á buôn bán 25 lai rồi. Hơn nửa lần này á con mượn tiền để mua hàng cho công ty theo hợp đồng mẹ à. Thôi được rồi, để ngày mai á mẹ ra ngân hàng mà rút tiền về mẹ đưa cho. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hay sẵn tiện á mẹ hỏi luôn cô dì chú bác nhà mình giùm con đi. Sợ con hỏi thì họ không tin rồi không cho mượn. Mẹ cứ nói là tụi con sẽ trả lãi gấp đôi so với ngân hàng. Trời, bà con trong nhà mà lời lãi gì con. Miễn các con làm ăn cho chắc chắn là được rồi. Nếu như dì cậu hay là mọi người không có tin con thì con trao tạm chủ quyền nhà cho mọi người để làm tin. Dạ. Nhắc tới chủ quyền mẹ mới nhớ. Sao con không lấy chủ quyền nhà cầm cho ngân hàng đi? Dạ. Cầm chủ quyền cho ngân hàng cũng được. Ừ. Nhưng mà thủ tục lâu lắm. Mà con lại cần tiền gấp. Nè. Nếu như vậy thì con nói Đông La nó giúp cho. Đông La bây giờ là trưởng phòng tín dụng đó. Đúng rồi đó anh. Mình nhờ Đông La đi. Đông La sẽ giúp mình. Nhưng anh đã hỏi ngân hàng rồi. Cầm cố cho người lướt hoài không dễ như người trong lướt. Vì vậy không nên làm phiền đến Long La lâu em à. Dạ. Thôi được rồi, để mày hỏi gì cậu cho. Dạ, vậy thì tốt quá. Ba mẹ con đã bớt căng thẳng với con chưa? Vẫn vậy thôi bác à. Con đang cố gắng thuyết phục ba mẹ, nhưng mà vẫn chưa được. Như vậy thì tội nghiệp cho con quá. Bác tính về Đông La à? Hay là để hai bác qua nhà nói chuyện với ba mẹ con một tiếng nha? Con xin hai bác, đừng nên qua nhà con vội. Để khi nào con nói chuyện với ba mẹ con xong xuôi hết rồi, thì hai bác hãy tới, như vậy sẽ tốt hơn. Bác biết, nhưng mà không chia sẻ với con á, bác thấy thương và ái nái quá. Con cảm ơn hai bác, nhưng trong chuyện này, hai bác không giúp được gì cho con đâu ạ. Như vậy là con phải gánh vác hết tất cả mọi chuyện rồi đó. Nhưng nếu cuối cùng ba mẹ của con vẫn chưa đồng ý, thì tụi con quyết định cũng sẽ đến với nhau. Hai bác có đồng ý và ủng hộ tụi con không ạ? Nhất định rồi. Hai bác luôn ủng hộ con với lại Quốc Cường. Vậy thì tốt quá. Con cảm ơn bác. Em là em ở nhà lần buồn. Anh sẽ về ngay thôi mà. Em biết rồi. Anh Ly nha. Dạ. Mẹ mày nói nghe thấy sợ quá à. Hay mày để từ từ rồi tính. Tao nghĩ là mẹ tao chỉ dọa thôi,
Vì cơ bản là mẹ nào mà chẳng thương con. Không có một người mẹ nào không thương con rồi đi tự tử để mà ngăn cản đám cưới của con hết. Nhưng mà biết đâu được, cũng có khi á, giận quá mất khôn thì sao? Thôi, không nói chuyện này nữa. Mà nè, khi nào mày với Thông đi vậy? Ngày kia, lấy vé máy bay rồi. Chúc mừng mày nha. Cho tao gửi lời chào Thông. Bộ mày tính không gặp lại tụi tao hả? Hai người là đã đủ vui rồi. Ủa, anh nói tới nơi điện về cho mình ngay. Sao bây giờ cả ngày đồ vẫn chưa điện là sao? Không lẽ bay từ đây sang Đài Loan mà cả ngày chưa tới nữa? Chắc là ảnh bị trễ máy bay rồi. Bây giờ đang ở trên máy bay nên là phải khóa điện thoại chứ gì. Anh Ngô Quốc Cường. Dạ. Anh có thư. Dạ cảm ơn. Ừ. Em định có con với Bình bất chấp tất cả vậy sao? Ờ, để con. À, để mẹ dắt. Con cầm cho mẹ. Mẹ ngồi đi. Thôi mà con, chắc nó về rồi lu bu công việc nên chưa điện chứ gì. Lu bu cái gì thì cũng gọi cho con một tiếng chứ. Mà con đang lo là không biết máy bay có vấn đề gì không nữa. Con á, nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Nếu có bị tai nạn máy bay á thì báo chí truyền hình đã đưa tin rồi. Thời đại thông tin mà con. Vậy tại sao đối xử với con như vậy? Ờ, chắc nó nghĩ là nó đi mấy ngày rồi nó về, cho nên là gọi điện thoại cho con sợ tốn tiền thôi mà. Dù mấy ngày, dù tốn tiền cũng phải gọi cho con chứ. Không biết là con đang lo hay sao? Người gì mà vô tâm quá. Ờ, đàn ông nói vậy đó con. Con, bây giờ con đang mang thai nè. Đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa bé đó. Mẹ, có khi nào ảnh không trở lại không mẹ? Nè, sao con lại nghĩ như vậy? Không biết nữa. Con lo sợ vẫn dơ vậy thôi. Nếu thằng Linh Chinh Choan không trở lại nữa thì mẹ lấy tiền đâu ra trả mọi người đây? Chắc con nước mẹ chết trước con quá. Mẹ đừng có nói nữa, làm con sợ thêm á. Chứ còn gì nữa con, khi không mẹ tin con đi mượn tiền giùm cho nó. Nếu nó không trở lại, mẹ lấy đâu ra hơn bạc tỷ mà trả giùm cho nó đây?
chắc không đến nổi vậy đâu mẹ. Mình còn nhà cửa, rồi con của anh ta trong bụng con nữa. Không lẽ là anh ta bỏ hết vậy sao? Nhà cửa của nó thì mình làm được cái gì? Có bán mà trả nợ được hay không? Trời ơi, mắc cái gì mà tôi ngu như vậy? Chẳng biết ở đời là có bốn cái ngu, trong đó có cái ngu lãnh nợ. Vậy mà vẫn cứ làm. Chắc là tại mẹ con mình vì lo lắng quá, chứ không đến nổi vậy đâu mẹ. Mẹ cũng mong là như vậy. Nhưng mà nè, con đã đăng ký roaming chưa? Dạ rồi, đăng ký cái đó thì mới gọi được quốc tế. Vậy mà vẫn không gọi được là sao đây ta? Alo. Ừ, tao nè. Thu Hà hả? Sao, vui vẻ thỏa mãn không? Thì đi tuần trăng mật với chồng, không vui vẻ, thỏa mãn sao được? Tao nói chuyện này, nói thiệt, mày đừng giận tao nha. Mày nói đi. Tao nghĩ càng thấy thương cho mày. Nếu mày cứ một mực yêu thương anh Quốc Cường, thì mày phải xác định là mày luôn cô đơn, gánh vác mọi chuyện một mình đó. Mày á, đúng là con hay thay đổi. Không phải tao hay thay đổi, mà tao luôn tự mâu thuẫn với mình. Tao muốn giúp mày đạt nguyện vọng, nhưng giúp mày thì tao lại thấy xót xa thương mày. Lấy chồng như mày là được gánh vác thêm một gia đình, được làm dâu mà không được làm vợ đó. Mày nên nghĩ lại đi, đừng cố chấp quá như vậy. Tao biết rồi, mày không phải nói thêm gì nữa đâu. Tao nói mà mày không chịu nghe thì thôi. À, tuần sau tao về đó. Trời, sao mày về sớm quá vậy? Thông học căng thẳng lắm, tuần tới là phải đi thực tế xa, tao ở lại làm gì? Vậy thì đáng tiếc quá ha. Mà mày đi được nhiều nơi chưa? Thì tao cũng chỉ đi loanh quanh thôi à. Ê, chắc đẹp lắm phải không? Ừ, hôm nào về rồi tao kể cho mày nghe ha. Đến bạn bè đi xa nó còn gọi cho nhau nữa là vợ chồng. Sao thằng Liên Chinh Choang nó lại lạ vậy kìa? Thôi bye mày nha. Ừ, tao biết rồi, vậy nha. Không lẽ anh ta lừa mình thật? Mà số nợ đó so với căn biệt thự này của anh ta thì có thấm vào đâu. Vậy thì anh ta lừa mình làm gì chứ? Còn con của anh ấy nữa, chắc mình lo quá rồi nghĩ bậy bạ thôi. Chủ quyền nhà đâu mà chỉ có giấy photo? Không lẽ anh ta về nước ngoài cũng mang chủ quyền nhà đi? Hay là anh ta cầm chủ quyền cho ngân hàng rồi lấy tiền rồi? Nếu đúng như vậy thì mình biết tính sao đây?